Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng của người dân tăng cao, trong khi nguồn cung hiện nay có hạn và đã đặt ra nhiều thách thức cho ngành điện và toàn xã hội. Để giải quyết tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có chỉ thị kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện. Hưởng ứng lời kêu gọi này, người dân và các doanh nghiệp đã từng bước thay đổi thói quen sử dụng điện hàng ngày, chung tay cùng ngành điện vượt qua giai đoạn khó khăn, ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Hà Nội. Đây là căn nhà trọ nhỏ nằm trong ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, của Nguyễn Trà Giang, sinh viên năm 2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện, Giang rất hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc. Cô cũng thay thế đèn sợi đốt bằng đèn LED và sử dụng quạt nhiều hơn thay vì dùng điều hòa để tiết kiệm điện. Điều này giúp Giang giảm đáng kể chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tôi đã thực hiện một số biện pháp đơn giản như tắt đèn khi không cần thiết, sử dụng đèn LED thay vì đèn sợi đốt. Tôi cũng sử dụng quạt điện thay vì máy lạnh để giảm tiêu thụ điện và cố gắng kiểm soát thời gian sử dụng các thiết bị điện như máy tính, điện thoại di động. Mỗi người có thể đóng góp nhỏ, nhưng khi cùng nhau chung tay thì chúng ta có thể tạo ra một ảnh hưởng tích cực lớn trong việc tiết kiệm điện cũng như là bảo vệ môi trường. Cũng như rằng, nhiều người dân thủ đô đã dần thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày để tiết kiệm điện trong bối cảnh nguồn nước tại các thủy điện đang ngày càng xuống cấp. Mọi ngày thì có thể là dùng điều hòa hoặc là quạt thì nó cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng bây giờ để tiết kiệm được 2 ngàn người rồi là một phòng. Hoặc là quạt thì tao dùng bớt đi. Trước tôi dùng 3 cái, giờ tao dùng 1 hoặc 2 thôi. Nhà hầu trong nhà tôi dùng tiết kiệm. Và cũng khuyên bảo trong nhà khi ra vào là để ý đèn đó quạt. Là không dùng nó tắt đi cho an toàn. Trước mắt thì là mình an toàn cho tính mạng của toàn gia đình. Thứ hai nữa là mình nói luôn là mình cũng tiết kiệm điện thì đỡ tiền đúng không? Tôi sẽ khuyên bảo mọi người là cố gắng tiết kiệm điện thôi. Để vừa là bảo đảm an toàn cho mọi người, vừa là để cho anh em biết điện. Nó người ta đỡ vất vả. Thì mỗi lúc mà cứ đêm hôm mà cứ tắt dùng điện cao quá, nổ bốt, thứ anh em điện rất là sẽ khó khăn hơn. Tại doanh nghiệp này, câu chuyện tiết kiệm điện cũng được tính toán một cách chi tiết. Thay vì dùng nhiều máy móc công suất lớn cùng một thời điểm, công ty giảm bớt xuống còn một nửa. Một vài khâu sản xuất trong xưởng nhân viên cũng chuyển sang làm thủ công thay vì sử dụng máy như trước. Những máy mà một ngày mà chạy khoảng độ 20 tiếng thì là sẽ chạy thấp lại, sẽ hoạt động thấp lại khoảng tầm 15 tiếng thôi, đảm bảo dừng lại 5 tiếng. Ví dụ như mình ở đây mình không cần thiết thì mình tạm thời để cho những cái khâu khác như bệnh viện hoặc các thứ người ta cần hơn thì người ta sử dụng nhiều hơn, người ta được đảm bảo nguồn điện hơn. Mình có thể hạn chế được thì mình cứ hạn chế tối thiểu nhất. Theo cảnh báo của ngành điện lực, tình trạng thiếu điện sẽ còn có thể xảy ra khi nắng nóng kéo dài và mực nước tại các hồ thủy điện xuống thấp. Do đó, người dân cần có ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Lời khuyên cho bà con mà sử dụng điện thì hãy tắt thiết bị điện có công suất lớn vào các cái giờ cao điểm và sử dụng điện tiết kiệm, tận dụng bằng các cái nguồn ánh sáng tự nhiên. Dù phải đối mặt với không ít xáo trộn, nhưng người dân và các doanh nghiệp đã chủ động thay đổi thói quen để tiết kiệm điện. Việc làm này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giảm tiền điện hàng tháng, mà còn giúp ngành điện từng bước vượt qua khó khăn, đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng.